Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyến rong ruổi đất phương Nam kỳ này, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi về với biển Hòn Chông, nằm ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Và đồng hành trong chuyến đi lần này với chúng tôi chính là bạn Văn Hiếu, một người dân địa phương rất am hiểu về các điểm du lịch tại nơi đây. Anh Hiếu thân mến, anh có thể cho Quỳnh Trang cũng như là khán giả xem đài được biết là khi về với biển Hòn Chông á, thì mình có thể tham quan du lịch những điểm nào hả anh? Khi những du khách mà đến Hòn Chông thì chúng ta sẽ đi tàu tham quan cái lịch trình Diến Tiên, Hòn Phụ Tử. Thì qua cái lịch trình đi của mình thì chạy vòng hòn thì chúng ta sẽ biết qua những cái địa danh. Thứ nhất là Hòn Ông, thứ hai là Hòn Bà, thứ ba là Hòn Phụ Tử. Riêng biệt cái Hòn Phụ Tử thì cũng giới thiệu cho chị biết về cái câu chuyện truyền thuyết mà tại sao hai cái hòn đá này mà được những người địa phương gọi là Hòn Phụ Tử. Thì do nơi là một vài thế kỷ trước đây là vùng biển này, vùng vịnh này có một cái đàn cá cắn thuồn luồn sống gây hại cho những người địa phương ở đây rất là nhiều. Thì hai cha con người này đến giúp đỡ trong quá trình là chế biến chất độc để giết cái đàn thuồn luồn. Nhưng không ai là trong quá trình chế biến thì cha con người này đã trúng qua chất độc đó và chết tại hòn đảo này. Được cái sự tôn kính của người địa phương ở đây thì họ mới thấy hai hòn đá phù hợp cho hai người thì họ mới đặt lại cho cái tên Hòn Phụ Tử. Lịch trình tàu thì chúng ta sẽ đi vòng hết ba hòn đảo rồi sau đó chúng ta sẽ di chuyển đến hang Diến Tiên sau khoảng 10 phút và vào trong đó thì tham quan qua cái phần một hang động thạch nhũ. Dạ, cảm ơn anh Hiếu rất nhiều với những thông tin vừa rồi. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy mời quý khán giả cùng chúng ta đồng hành du ngoạn một vòng quanh Hòn Chông nhé. Người bạn đồng hành trong chuyến tham quan các thắng cảnh ở Hòn Chông kể cho chúng tôi nghe nhiều giai thoại về vùng biển nên thơ này. Giới thiệu với khách tham quan những cảnh đẹp ở Hòn Chông là cách anh Hiếu thể hiện tình yêu của mình với miền biển nằm ở phía tây nam của Tổ quốc. Thiên nhiên khéo tạo cho mặt biển những cảnh trí kỳ thú, đẹp như tranh vẽ, nằm chông chênh giữa trùng dương bát ngát. Trước mắt chúng tôi là Hòn Phụ Tử. Thiên nhiên tạo cho Hòn Chông một thắng cảnh trở thành biểu tượng du lịch của xứ biển này, nhưng cũng sẵn sàng phá đi những tuyệt tác của chính mình. Mẹ thiên nhiên không phải lúc nào cũng hiền hòa. Sau một hồi dạo quanh biển, tàu chúng tôi sắp ghé đến hang Diến Tiên, một điểm tham quan khá hấp dẫn với những ai đam mê khám phá và du lịch. Chúng tôi ghé đến và mang theo sự hào hứng trong từng bước chân. Cửa hang chào đón chúng tôi với một mặt nước đầy rong rêu, rất dễ làm nản lòng những ai ngại khó. Nhưng với chúng tôi thì không. Những mảng vỏ sò, vỏ hào cho thấy cửa hang từng bị chìm trong nước biển. Thiên nhiên không phải lúc nào cũng rộng lòng chào đón những vị khách tò mò và ưa thích khám phá. Nhưng giờ thì đã khác, hành trình biển lùi đã mở lối cho con người tìm đến những tuyệt tác của thiên nhiên. Ở ngay lối vào hang Diến Tiên là một phiến đá có hình dáng rất lạ. Sự bào mòn của nước và thủy triều đã tạo cho hang động từng chìm trong lòng biển những khối đá muôn vạn hình dáng, là nguồn cảm hứng bất tận cho trí tưởng tượng của con người. Bạn nói thì có gì đặc biệt mà mình đã đặt một cái lương để thờ nha? Cũng xin giới thiệu với Trang. Thì khối đá này là giống như là một tượng Bà Quan Âm. Chút xíu nữa đây thì khi di chuyển khoảng 10 mét nữa, một khoảng cách xa hơn, thì mình sẽ nhìn lại cái khối đá thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ, như là một tượng Phật Bà, gần như là một nghệ nhân đã tạc lên. Nhưng đây 100% là từ tự nhiên, chứ không có người làm. Cụ thể anh chỉ cho em cái tượng Phật hình dáng như thế nào hả? Rồi, giới thiệu rồi cho Trang qua cái lần nét của pho tượng để mình nhìn rõ hơn. Tức là khởi đầu là chúng ta sẽ nhìn về bộ phận gương mặt của pho tượng. Tức là hình thức pho tượng đang ngồi ngang, xoay mặt vào trên đá. Chúng ta sẽ nhìn thấy như là có chót lần sống mũi trên gương mặt. Thứ hai thì chúng ta thấy như là từ càm hay là gò má rất là rõ. Còn phần phía dưới thì pho tượng ngồi ngang thì chúng ta thấy như là đây là phần vai, dưới là đầu gối, phía sau là vạt áo. Thì chúng ta nhìn tổng quát khối đá lớn thì sẽ là một pho tượng Phật Bà đang ngồi. Chắc là Trang cũng thấy. Khi mà nhìn thì em thấy rõ ràng là giống tượng Phật Bà đang ngồi quay mặt về cái đá vậy anh. Dạ. Sau khi mình đến đây thì chắc hai anh em mình thắp một nén nhang cho tượng Phật đi. Đúng rồi, thường thì mọi người sẽ đến thắp cho mẹ một nén nhang và cầu về sức khỏe cho mình, cho gia đình của mình. Rồi, mời Trang. Thank you.
Tạm biệt giai thoại lưu lại trong từng phiến đá, chúng tôi tiến sâu hơn vào hang giếng tiên. Còn đây là gì vậy anh Thiếu? Cũng xin giới thiệu Trang với lại với anh chị và mọi người được gọi đây là ghế đá của vua Gia Long. Câu chuyện truyền thuyết là trước đây là Nguyễn Ánh khi trốn vào hang động thì do phần nước là xâm thực rất là nhiều thì ông đã nhờ cái bệ đá này để ngồi, và vào năm 1802 lên ngôi thì ông lấy biệt hiệu là vua Gia Long, thì chiếc ghế này được nhân gian gọi ghế đá vua Gia Long tới bây giờ. Thì mời đoàn của mình sẽ nhìn về đầu chiếc ghế đá bên trên. Trên đầu chiếc ghế đá có một hình ảnh là do một khối đá rất giống nửa con gà. Thì được những người địa phương sẽ kể tiếp theo một câu chuyện truyền thuyết. Khi Nguyễn Ánh trốn vào trong đây là không có lương thực, mới sai quân lính lên trên rừng là tìm những con thú vật nào ăn được bắt về. Thì khi bắt được gà rừng thì ăn được nửa con, thì nghe lính canh gác từ bên ngoài truyền báo vào nói là Nguyễn Huệ đến. Thì trong lúc sợ hoảng loạn đã quăng nửa con còn lại về bên trên và dính thành đá. Thì qua cái hình ảnh thì mình thấy nó thật sự rất giống là nửa con gà thật sự của mình. Trang có thấy cái hình ảnh của khối đá này giống là nửa con gà không? Dạ rất là giống ha, giống được cái một nửa con gà nó dính lên trên chiếc đá. Qua cái sự hình thành của khu vực ở đây, như Trang thấy là có một cái hình thành giống một gốc cây cổ thụ gì đó. Thì gốc cây này khi vào những ngày mưa đó sẽ có một dòng thác nước chảy dài xuống, thì qua cái sự bào mòn của nước mưa nhiều năm, còn như là một gốc cây cổ thụ thì được những du khách đến thì họ đặt cho cái tên đây là gốc cây Bồ Đề. Phần tiếp theo đặc biệt của phần dưới gốc chân cây thì trong quá trình thủy triều rút khỏi hang động đó thì sóng biển có đánh và để lại những cái thớt đá, nhưng cái sự đặc biệt là chỉ đúng là 7 thớt. Thì đây là được những du khách đến thì họ có kể về câu chuyện của Đức Phật Thích Ca. Thì họ nói là khi mà Đức Phật sinh ra thì bước 7 bước đầu tiên là có 7 hoa sen nở theo bước chân của mình, và khi ngộ đạo bỏ ngai vàng cung điện đi tu, khi lúc ông đắc đạo đã ngồi gốc Bồ Đề. Thì sự thật thì chúng ta thấy theo cái sự tín ngưỡng của một du khách thì cũng rất phù hợp, vì ở đây là đúng 7 bậc đá và một gốc cây cổ thụ và được hình thành là như gốc Bồ Đề. Nhưng đó thì tín ngưỡng của những du khách, nhưng ở đây mọi thứ 100% là do cái sự tái tạo từ nước. Thứ nhất là một dòng thác nước mưa, thứ hai là do từ thủy triều bào mòn, và để lại những phong cảnh đẹp như vậy đến ngày hôm nay. Những nấc thang như thử thách sự gan dạ của chúng tôi. Nhưng cuối cùng thì phần thưởng thật là xứng đáng. Lúc mà Nguyễn Ánh mà thất trận với Nguyễn Huệ trốn vào hang động này thì không có lương thực, thứ hai là cái hang động bị nước mặn xâm thực thì không thể sống được, thì ông mới cầu nguyện. Thì sau khi cầu nguyện mà mới di chuyển lên đến đây thì ông đã thấy được cái hồ nước ngọt. Thì nhờ cái hồ nước này thì ông mới sống được. Thì khi qua đi, ông có đặt lại cái tên là Giếng Tiên. Những du khách đến thì họ tín ngưỡng, thì họ đến đây họ sẽ cầu nguyện để múc nước đem về. Thì cũng giống như vừa rồi Trang đã thấy và Trang cũng đã uống qua hoặc là rửa mặt, nước rất là mát. Hơn trăm năm qua, thiên nhiên vẫn lặng lẽ tạo cho hang Giếng Tiên những hình thù kỳ bí. Quý vị, vừa rồi thì anh Hồng Văn Hiếu đã đưa chúng ta đi tham quan hang Giếng Tiên ở Hòn Trông, một nơi rất là bí ẩn và dễ tạo dấu ấn với nhiều khách tham quan du lịch. Thế nhưng dấu ấn trong cuộc hành trình này không chỉ là hang Giếng Tiên, dấu ấn trong chuyến đi lần này của chúng tôi chính là một ngôi chùa rất là độc đáo. Vậy độc đáo như thế nào? Quý vị hãy cùng đón xem nhé. Khách thập phương tìm đến chùa hang để cầu bình an khá đông. Trong tâm thức người Việt, Phật là biểu tượng cho sự từ bi và an lành trong cuộc sống. Từ lâu, chùa hang đã trở thành điểm du lịch tâm linh được nhiều người biết đến. Sự kỳ thú của một ngôi chùa nằm sâu trong hang đá
đã để lại một dấu ấn khó phai trong chuyến về với Hòn Chông của không ít khách thập phương. Lúc năm 1771, cũng như là quân Sim sang xâm lược nước Việt Nam, và lúc đó là thành lập cái chùa ở đây và đưa các sư thải của nước Sim sang đây để mà cũng xây dựng cái ngôi chùa này. Cái hang này thấy bên ngoài nó nhỏ thật nhưng vào bên trong rất rộng, cho nên các vật tư và xây dựng của họ là đều tại chỗ. Từ năm 71 cho tới năm 1774 thì coi như nước Việt Nam đánh và lấy lại chùa bỏ hoang một thời gian rất lâu. Sau đó cái dân địa phương tại ở đây cũng vô khai thác trở lại và đưa sư thải người Khmer vô đây để cũng như hoạt động làm chủ trì chùa này. Nhưng cái tới lúc đó, năm 1880 thì ông sư người Khmer này cũng qua đời, thì để lại cho hai anh em cũng như là Võ Thường Lễ và Võ Thường Hải để làm chủ trì, và họ cũng ở đây cũng một thời gian cũng hơi lâu và cũng chưa có đặt được tên chùa là chùa gì, nhưng mà tôi thấy trong hang thì cho nên tôi đặt lại là chùa hang. Cũng giống như mọi người, chúng tôi thể hiện lòng thành kính với Đức Phật. Nếu mọi người cầu bình an, thì chúng tôi lại nguyện cầu một buổi ghi hình thuận lợi để có những thước phim đẹp sau cuộc hành trình. Bước trong không gian u tịch và mát lạnh, chúng tôi thấy lòng mình thanh thản. Chùa hang là nơi đời sống tâm linh và thiên nhiên hòa quyện cùng nhau. Con người đã biết nương vào thiên nhiên để tạo ra một nơi gửi gắm niềm tin tín ngưỡng Phật giáo của mình. Chúng tôi ghé vào miếu bà nằm ở cuối đường ra của chùa hang. Thường thì miếu bà là nơi người dân miền biển lui tới cúng bái trước những chuyến ra khơi. Niềm tin tín ngưỡng sẽ giúp các ngư dân thêm vững tay lái trước biển cả bao la. Còn với những người từ xa đến như chúng tôi, nén nhang là chút lòng thành kính mà chúng tôi muốn gửi lại xứ biển này. Hòn Chông không chỉ có biển đẹp, có hang động kỳ bí, Hòn Chông còn có một món đặc sản được chế biến từ một loài cá có tên gọi rất đặc biệt. Vậy tên gọi của loài cá đó là gì? Câu trả lời sẽ có ngay thôi, với điều kiện là quý khán giả hãy cùng với Quỳnh Trang trở thành một tay câu nhé. Nào, bây giờ hãy xem coi là Quỳnh Trang có sát cá không nha. Chúng tôi đi tìm một loài cá thường sinh sống ở các hốc đá và gần như chỉ có ở vùng biển Hòn Chông. Nhiều người nói câu cá giúp rèn tính kiên nhẫn và sự điềm đạm cho con người. Chúng tôi thấy thật đúng như vậy. Sau một hồi kiên nhẫn chờ đợi, chúng tôi đã thu về kết quả là một con cá màng ếch. Loài cá có hình dáng kỳ dị này, nghe đâu khi chế biến thành món ăn sẽ có hương vị rất đặc biệt. Chúng tôi dựng lên một bếp ăn dã chiến ngay trước bãi biển. Và giờ là lúc bắt tay vào chế biến món cá màng ếch nấu canh chua xả nghệ. Theo lời cô Ngọc, đầu bếp của chúng tôi, thì sả và nghệ là linh hồn của món ăn này. Cô ơi, tại sao nấu món này mình phải có sả nghệ vậy cô? Để cho nó bán mùi tanh á. Với cô nghĩ là chắc để vô cho nó có màu đẹp hơn cô. Có cái màu vàng nó đẹp ha. Rồi, vàng rồi đó. Dạ, bây giờ mình đổ nước, sẽ đổ nước vô ha. Cái nước dùng mình nấu canh chua là nước dùng như thế nào nha cô? Nước này là me, đánh ra cho nó chua. Rồi có vị sả nghệ vô nó thơm. Dạ, bây giờ mình đổ nha cô. Chờ em cứ việc nêm nếm đi. Dặn nước mắm như này ha. Dạ. Thấy có cái khóm nó có chất ngọt, nó ngọt thanh. Vậy là vừa me vừa khóm nó tạo cái vị chua cho cái món canh này. Rồi, vậy đó. Với chúng tôi, món canh chua cá mang ếch có chút gì đó mang hương vị ẩm thực của người Thái Lan bởi chính hai nguyên liệu sả và nghệ. Rất là vừa ăn, rất là đậm đà, chua rất là thanh thanh nữa, chắc là nhờ có khóm ha cô. Không hề thấy cái mùi tanh của cá. Chắc là nhờ có xả nghệ nên nó bán đi cái mùi tanh ha. Rồi đúng rồi. Dạ. Thôi bây giờ mình đợi nó sôi bùng lên rồi mình sẽ thưởng thức cái con.
Giờ mình tới tiếp tục mình nướng cá. Cái này nướng mọi luôn, không cần ướp gì hết ha. Chắc cái nước biển nó mặn mặn nó cũng sẽ tạo cho cái hương món này cái hương vị đậm đà hả cô? Dạ, đúng rồi. Thế là chúng tôi có món đặc sản thứ hai. Rồi thì cũng đến lúc dọn bàn và thưởng thức thành quả nấu nướng nãy giờ. Đâu cần mâm cao cổ đầy, ngồi bên bờ biển thưởng thức cá măng ếch nấu canh chua sả nghệ như thế này thì không gì bằng. Nếu như quý vị và các bạn muốn biết hương vị của cá măng ếch như thế nào thì hãy một lần đến với biển Hòn Chông nằm ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang nhé.